Xin chào các khán giả của Gia Bảo Luxury, chúng ta lại quay trở lại trong chuyên mục review. Và ngày hôm nay thì chiếc đồng hồ Rolex Dreammaster 2980318 sẽ được nhắc đến tổng quan trong video ngày hôm nay. Ai cũng biết về đồng hồ Rolex Two Tone hay là đồng hồ Rolexer, nhưng thực sự còn một người anh lớn hơn thế. Những chiếc đồng hồ Rolex Chrono xuất hiện từ khoảng năm 1980 đã tạo nên một làn sóng mới giữa những người chơi đồng hồ xa xỉ. Khi vàng đơn thuần trở nên nhàm chán, nhiều nhà sản xuất đã quyết định tổng hợp các loại vàng cùng với nhau trong một chiếc đồng hồ. Và đáp ứng xu hướng thời trang đương thời, Rolex đã chấp cơ hội tạo ra những điều riêng biệt. Rolex bắt đầu tạo nên đồng hồ Chrono, đồng hồ tạo nên từ 3 loại vàng trên dây đeo đầu tiên của dòng đồng hồ Day-Date. Có khó khăn không? Thực sự độ khó đã được tăng lên gấp 3 lần khi trộn lẫn 3 loại vàng khác nhau mà không dẫn đến sự loang lổ, mất thẩm mỹ. Rolex tiến hành điều này trên dây đeo đồng hồ, cụ thể là tại mối nối trung tâm của dây đeo President như trên những chiếc Day-Date. Mối nối giữa của dây đeo President được tạo nên từ 3 thứ vàng, ngoài cùng là vàng hồng, tiếp đến là vàng vàng, trong cùng là vàng trắng. Một sự sắp đặt thú vị thể hiện thẩm mỹ lẫn trình độ chế tác giàu kinh nghiệm của nhà sản xuất này. Tuy nhiên thì Chrono không thể trở thành một trào lưu được hãng duy trì mà bị dừng sản xuất trong khoảng 20 năm sau đó. Và những chiếc đồng hồ Rolex Chrono bỗng được săn đón trên thị trường, có lẽ lấy cảm hứng từ những chiếc đồng hồ Chrono năm nào. Rolex đã mang tới mẫu đồng hồ Dreammaster với mã hiệu 80318. Tính Chrono vẫn được thể hiện trên dây đeo Dreammaster 5 mối nối của mẫu đồng hồ này. Loại dây này có 5 mối nối và là dòng dây đeo có kiểu dáng mềm mại, bóng bẩy nhất trong những dây kim loại hiện thời của Rolex như là Oyster, President hay là Jubilee. 3 loại vàng được sử dụng trên dây đeo của mẫu đồng hồ Dreammaster 80318 vẫn là vàng vàng, vàng hồng, vàng trắng. Sự khác biệt là cách sắp xếp và cách trộn lẫn các màu. Những mối nối được làm từ một loại vàng riêng biệt mà không trộn lẫn vào nhau. Do đó, sự khó khăn trong chế tác đã được thu hẹp lại, nhưng hiệu quả về mặt thẩm mỹ vẫn giữ nguyên. Hai mối nối ngoài cùng là vàng vàng 18K, chất liệu sử dụng chung với vỏ đồng hồ, trong khi mối nối trung tâm là vàng hồng và hai mối nối bên cạnh là vàng trắng. Dây đeo đã được đánh bóng bề mặt, khiến cả chiếc đồng hồ như một món trang sức hoa lệ trên cổ tay của các quý cô kiểu diễm. Chúng ta có thể nhận ra, mọi góc cạnh của đồng hồ đều đã được hãng đặt tiêu chí mềm mại và nữ tính lên đầu tiên. Logo vương miện Rolex nhỏ xinh sẽ đánh dấu phần khóa gập tinh tế. Nếu nam giới có Day-Date thì nữ giới có Dreammaster. Rolex đã ưu ái với Dreammaster như cách hãng đối xử với dòng đồng hồ Day-Date tổng thống năm nào. Day-Date chỉ xuất hiện trong kim loại quý, thì Dreammaster cũng chưa bao giờ được sản xuất bằng thép không gỉ. Bộ sưu tập này xuất hiện vào năm 1992 và tôi nghĩ với thiết kế đặc trưng, Dreammaster nên thuộc về một bộ sưu tập đặc biệt, thế nhưng hãng vẫn đặt chữ Datejust bên trên mã số. Không chỉ xuất hiện trong kim loại quý, những chiếc đồng hồ Dreammaster thường đi kèm với kim cương, một dấu hiệu để nhận biết những chiếc đồng hồ đắt tiền, ít nhất là với tất cả model Dreammaster tôi từng có cơ hội tiếp xúc, đều thấy nhãn hàng có sử dụng kim cương trong các thiết kế. Kim cương được đặt trên vành bezel với số lượng là 12 viên xếp đều và 10 viên trên mặt số vi tính. Thật không khó để nhìn ra, mặt số vi tính là một thiết kế hiện đại, thu hút, được chế tác cẩn trọng từ Rolex. Nếu Breguet nổi danh về vân Guloge, thì Rolex có vân vi tính độc đáo trên mặt số. Mặt số này có tên gốc là Jubilee và những chữ Rolex xếp so le nhau, được hoàn thiện đánh bóng và dập nổi theo một trình tự logic đảm bảo sự bắt sáng của mặt số đồng hồ. Nhỏ mà có võ, những chiếc đồng hồ nữ nhà Rolex được trang bị bộ máy xuất sắc chẳng kém gì những mẫu đồng hồ nam. Bên trong mẫu đồng hồ Dreammaster 80318 là bộ máy tự động Rolex Calibre 2235. Bộ máy tin cậy được sử dụng trong nhiều thiết kế thuộc các dòng đồng hồ khác như là Lady Datejust hay là những chiếc Judge Master cỡ nhỏ. Bộ máy 2235 với tần số là 4GHz có thể vận hành trong khoảng 48 giờ đồng hồ. Không biết là các khán giả của Gia Bảo Luxury cảm thấy như thế nào về mẫu đồng hồ Rolex ngày hôm nay? Hãy để lại ý kiến của mình ở phần bình luận bên dưới và hãy theo dõi những video tiếp theo của chúng tôi để cùng cập nhật những mẫu đồng hồ độc đáo nhất. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại trong những video lần sau.